bây giờ đó là lửa ô anh khớp kiệu vàng, anh trà khớp bạc đưa nàng về giúp. Còn bây giờ tôi đang tiến tới Cù Lao Thới Sơn, là một trong bốn Cù Lao rất là nổi tiếng. Cù Lao Thới Sơn hay còn được gọi là Cù Lao Lân, là một trong bốn linh vật Long Lân Quy Phụng được đặt tên cho các Cù Lao ở đây. Vốn từng là một phương tiện đi lại phổ biến vùng Sài Gòn Gia Định vào những năm 50 của thế kỷ 19. Xe ngựa còn gọi là xe thổ mộ đã được người dân cải tiến, chế tác để phù hợp với địa hình của miền Tây Nam Bộ. Đến với miền Tây hôm nay, những chiếc xe ngựa như thế này là phương tiện vận chuyển du khách đến với những khu du lịch sinh thái mang dấu ấn sông nước phương Nam. Khi đã đặt chân đến vùng đất này, các bạn đừng nên bỏ lỡ trải nghiệm ngồi trên xe ngựa, băng băng qua những rặng dừa và ngập tràn sắc xanh của cây cỏ. Bạn sẽ cảm thấy gần gũi hơn với nếp sống giản dị, nét đẹp dân dã và thiên nhiên của vùng Tây Nam Bộ. Ở đây không gian rất là yên ắng và thanh bình các bạn. Chỉ có tiếng xe ngựa lộc cộc thôi, và cái tiếng đó coi như là cái âm thanh gần như là duy nhất ở đây. Xung quanh nó chỉ có đó, các bạn thấy không? Vừa mới vừa qua một cái lá xào xạc. Để các bạn thấy được ở đây nó rất là yên ắng. Cho nên nó lâu lâu một lần chúng ta cũng nên rời khỏi thành phố nhộn nhịp chút xíu, gác lại công việc của mình một chút xíu, mình ra đây mình tận hưởng sự thanh bình, mình chiêm nghiệm cuộc sống. Cù Lao Thới Sơn còn được gọi là Cồn Sơn hay Cồn Lân, thuộc Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Đây là cồn lớn nhất trong tứ linh cồn, nằm trên dòng sông Tiền. Nổi bật với các con rạch quanh co, uốn lượn và những rặng dừa nước, bạn sẽ không khỏi tò mò và hứng thú để khám phá sức hấp dẫn của Cồn Lân. Bây giờ hãy cùng theo chân tôi, mình lên ghe chúng ta khám phá cồn các bạn nhé. Dạ, em cảm ơn anh rất là nhiều. Có một cái trải nghiệm đi xe ngựa rất là thú vị. Dạ, dạ cảm ơn anh. Chào chú ngựa nha. Điểm đến. Điểm đến đầu tiên của chúng ta là trà mật ong Kỳ Lân. Tới đây bạn sẽ có cơ hội tham quan khu nuôi ong và thưởng thức những ly trà mật ong hoa nhãn thơm ngon, thức uống đặc sản của nơi đây. Đây là một trang trại nuôi ong và tất cả các cây ở đây là cây nhãn, hay người ta gọi đây là nhãn xuồng cơm vàng. Các bạn có biết tại sao người ta nuôi ong mà lại trồng rất nhiều cây nhãn xuồng hay không? Tại vì cây nhãn này sẽ cho ra hoa và ong sẽ hút mật hoa để tạo ra một loại mật ong rất là đặc biệt, là mật ong nhãn xuồng cơm vàng. Bây giờ để biết coi mật ong này có vị như thế nào, trông như thế nào, có gì khác lạ thì hãy cùng nhau theo chân tôi, mình sẽ thưởng thức món mật ong này các bạn nha. Quý vị ơi, hiện tại trên tay tôi đây là một chai mật ong hoa nhãn. Thoạt nhìn bên ngoài thì cái màu sắc của nó cũng giống như những loại mật ong bình thường thôi. Nhưng mà không biết cái vị của nó có cái gì khác hay không. Thì hôm nay tôi sẽ nhờ bạn đây sẽ làm cho chúng ta một tách trà hoa nhãn để chúng ta cùng thưởng thức xem như thế nào các bạn nha. Đầu tiên thì mình thấy là bạn sẽ cắt một lát tắc. Và bạn sẽ cho một lượng vừa đủ thôi, không có cho hết cả quả tắc đâu các bạn. Và sau đó bạn sẽ dùng mật ong hoa nhãn, bạn cho vào một lượng vừa phải, không quá nhiều. Và sau đó bạn sẽ cho vào một ít phấn hoa. Đây là phấn hoa nhãn, con ong nó đã dùng chân để nó xe lại và nó mang về tổ nha các bạn. Rồi bạn sẽ cho trà vào đầy tách. Và rồi sẽ dùng một cái thìa nhỏ, chúng ta sẽ khuấy đều lên. Phấn hoa này sẽ có mục đích là mát gan giải độc. Và nếu mà bạn nào say xe thì có thể dùng một tách trà này, chúng ta có thể chống hiện tượng say xe các bạn ha. Và bây giờ tôi sẽ thưởng thức một ngụm trà hoa nhãn vừa được pha. Trà rất là ấm, cộng với lại vị ngọt thanh dịu của mật ong làm cho tôi cảm giác rất là sảng khoái, được như là được refresh, được tươi mới lại đấy các bạn. Rồi, vậy là xong. Đủ tươi tỉnh, đủ sức khỏe để chúng ta có thể bước lên xuồng ba lá, chúng ta qua bên kia khám phá cồn các bạn nha. Tại
Tạm biệt hương vị ngọt ngào của ly trà mật ong hoa nhãn, chúng ta lên đền trên chiếc xuồng ba lá để tiến sâu hơn vào Cồn Lân. Những trải nghiệm thú vị đang chờ đón chúng ta ở phía trước. Quý vị ơi, bây giờ mình sẽ bước xuống chiếc xuồng ba lá để đi xuyên qua một con rạch dừa nước dài khoảng 2 cây số. Khi mà bước xuống đó, quý vị nhớ lưu ý là chúng ta sẽ bước vào giữa lòng xuồng, tránh bước vào bên cạnh sẽ có thể dẫn đến lật xuồng rất là nguy hiểm. Bây giờ tôi sẽ bước xuống luôn nha quý vị. Xem nha. Rồi. Được quý vị. Ok quý vị ha. Đó quý vị mà bước qua bên đây là thường xuồng nó sẽ chồng chành và có thể sẽ rất là nguy hiểm. Rồi bây giờ cùng nhau khởi hành đi kênh rạch dừa nước thôi. Quý vị ơi, chưa bao giờ mà tôi ở gần các cây dừa nước như thế này. À, ngày trước khi mà đi trên xe nhìn xuống các lòng sông đó thì thấy những cái hàng dừa nước như vậy, nhưng mà tôi chưa bao giờ thấy cận cảnh như thế này luôn. À, các bạn. Bạn sẽ được chiêm ngưỡng nét đẹp của một miền sông nước, những rặng dừa nước đong đưa trong gió. Các bà, các mẹ trong chiếc áo bà ba, khua mái chèo đưa chiếc xuồng ba lá, len lỏi qua các kênh rạch nhỏ. Cảnh sắc thật nên thơ trữ tình. Chỉ mất khoảng 25 đến 30 phút, điểm đến của bạn hiện ra trước mắt. Rồi, bây giờ chúng ta đã tới bến rồi quý vị. Bây giờ hãy cùng nhau theo chân tôi, mình sẽ lên và thưởng thức trái cây và nghe nhạc đờn ca tài tử các bạn nhé. Nằm dưới dòng sông Tiền, Cồn Lân có diện tích khoảng 660 hectare, trong đó có hơn 500 hectare dành cho sản xuất. Nhờ phù sa bồi đắp mà đất đai ở đây màu mỡ, cây trái cứ sum xuê, trĩu nặng quả ngọt. Đến đây vào bất cứ mùa nào, du khách cũng đều được thưởng thức từng loại trái cây Nam Bộ theo mùa. Du khách ghé thăm căn nhà truyền thống Nam Bộ để hòa vào các hoạt động ý nghĩa như trò chuyện với người dân, lắng nghe những giai điệu ngọt. Wow, ôi các bạn ơi, đây chính là 6 loại trái cây theo mùa được trồng ngay tại vườn trái cây luôn. Ở đây nhìn rất là nhiều màu sắc rực rỡ. Ngọt thơm mát quá các bạn. Ngồi ở đây nghe tiếng đờn ca tài tử văng vẳng nữa. Quả là một cái khung cảnh vô cùng thơ mộng. Các bạn phải trải nghiệm thử lần. Ăn ngọt như là giọng đờn ca tài tử của các cô gái Nam Bộ các bạn. Những cô gái trong chiếc áo dài cất lên giọng hát ngọt ngào, hòa trong âm điệu của đàn cò và guitar phím lõm, đáng tới người lữ khách, biết bao tâm tình và lòng mến khách của người dân Nam Bộ. Thank you.
và hãy cùng hòa ca để cảm nhận sâu sắc hơn những thanh âm và nhạc điệu của đờn ca tài tử. Chắc chắn hành trình của bạn đến với Cồn Lân càng trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Giàu đã luôn trong tình chàng nằm mơ cánh mơ màng, em luôn trong tình chàng, ôi gan gàng quặn đau ý à. Từ Cồn Lân sang Cồn Phụng cũng không quá xa, du khách có thể dành đôi chút thời gian để ghé ngang qua đây. Những chú cá sẽ không khiến bạn thất vọng. Quý vị ơi, chúng ta đã đến Cồn Phụng rồi, nhưng mà bây giờ bên ngoài trời vẫn còn mưa lất phất. Vậy thì hãy theo chân tôi chạy nhanh vào Cồn Phụng, chúng ta trải nghiệm những điều thú vị trong đó nha. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là qua một ngày rất là dài, chúng tôi đã được trải nghiệm trái cây nè, nghe đờn ca tài tử, đi thuyền sông nước. Và bây giờ tôi đang ở hồ cá Mát Xa Chân để cùng thư giãn. Bây giờ tôi sẽ cho cái chân tôi vào dưới đây để coi cảm giác cá Mát Xa Chân mình như thế nào nha các bạn. Trời nhột quá các bạn, nhột quá. Các bạn hãy tới đây thưởng thức một lần để biết cảm giác của tôi nha các bạn. Và bây giờ thì chương trình Khám Phá Phương Nam cũng xin được phép được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo. Đừng bỏ lỡ nhé. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại.